trong báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển năng lượng giai đoạn năm 2016 đến năm 2021, gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ phiên họp 27. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh vài vấn đề quan trọng về các dự án năng lượng, bao gồm tình trạng tiến độ chậm, tình trạng thua lỗ và rủi ro mất vốn, cũng như sự xuất hiện của sai phạm. Báo cáo nêu rõ rằng các tập đoàn năng lượng lớn thuộc quản lý của nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, TKV đã không hoàn thành việc đầu tư vào các dự án nguồn điện và lưới điện theo nhiệm vụ được giao tại Quy hoạch Điện 7 điều chỉnh. Văn bản số 1027 KLTTCP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ đã điểm mặt việc chấp hành chính sách và pháp luật trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch Điện 7 và Quy hoạch Điện 7 điều chỉnh. Bên cạnh đó, một số dự án năng lượng được đầu tư trong nước đang gặp khó khăn tài chính và kinh tế, trong khi các dự án năng lượng ra nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ mất vốn đầu tư và khó khăn trong việc xử lý và giải quyết các vấn đề do sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thủ tục hành chính và hệ thống pháp lý của các quốc gia. Đối với các dự án điện có tiến độ chậm, có thể nhắc đến dự án nhà máy điện sông Hậu 1 với công suất 1.200 MW do PVN làm chủ đầu tư. Dự án này chậm tiến độ 3 năm, nhưng đã hoàn thành xây dựng và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Dự án nhà máy điện Thái Bình 2, mặc dù đã khởi công từ năm 2011, cũng gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ trong quá trình triển khai. Hiện nay, sau nhiều nỗ lực giải quyết và giải quyết khó khăn, dự án đã đi vào hoạt động thương mại. Dự án nhà máy điện Long Phú 1 với công suất 1.200 MW đang được PVN tìm kiếm giải pháp để giải quyết các thách thức và vướng mắc.